chuyện gì khẩn cấp nhà ngươi hãy nói mau. Tâu hoàng thượng, các trọng tiến phía bắc đều bị nghĩa quân Á Đập thu hồi. Sao? Và Tương Hạc Ly Nha đã tử trận. Sao? Tương Hạc Ly Nha tử trận. Dạ. Còn Tương Hạc Ly Phong trấn thủ phía đông, tại sao không đem quân tiếp cứu? Tại sao? Dạ dạ, tâu hoàng thượng, chinh pho Tương Hạc Ly Phong không giữ đầu thành phía đông, vì quân Á Đập tấn công cả bốn bề lưới dằn dây đặt, Hạc Ly Phong cuốn cờ dẫn quân ra hàng. Ha. Sinh hàng dốt dốt tại sao lại hôm qua nhà ngươi còn bẩm với ta các nơi được bố phòng cắn mặt, dù cho đối phương có xuất quỷ nhập thành cũng không qua được phòng tuyến mới lập của ta. Tâu hoàng thượng, kẻ hạ thần cũng không ngờ từ lúc cái hạ thần mới báo tin về thì canh một mới bắt đầu, khắp nơi đều lắng ngắt. Thế mà chỉ trong khoảnh khắc, cái chết của quân ta đã hiện lên từ khắp nơi. Người Á Đập cho cây rừng trùng điệp bao quanh, không thể biết ai là binh sĩ, ai là thần dân. Họ tràn lên như nước lũ, cuốn phăng đi tất cả. Sự thế là như thế này, nhà ngươi có mưu kế gì không? Dạ, hoàng thượng cho thần tâu nhỏ. Tâu hoàng thượng, đến lúc này thì hạ thần chỉ xin hoàng thượng cho nản chi ngã lòng. Đã đi thì phải gắn bước, đừng để gian dở nửa chừng. Các nước chư hầu đang ngày đợi đêm mong, hoàng thượng mà toàn thắng thì muôn lòng đều sung sướng, niềm tin đối với thiên triều càng bền vững. Do ngựa quân ta băng qua khắp chân trời, ta chỉ chiến thắng mà không hề chiến bại. Không hề chiến bại. Khi lập xong phòng tuyến mới, ta sẽ tràn lên giành lại ngôi bá vương của ta, thống trị loài người. Thống trị loài người. À. Còn Yên Ly, nếu muốn sống thì phải thuyết phục cho Ali Kha lui quân tức khắc. Ta phải thuyết phục cho ai lui quân tức khắc, khi tim mình đã gửi trong lòng sa mạc thân yêu. Tôi đã chọn làm cành hoa sơ sát tiêu đường, giam mình trong ngục đá chờ tính người chiến thắng, chỉ mong gặp một lần để hoa cười trong nắng, bỏ tháng ngàn trong đêm vắng nhớ. Nào ngờ gặp nhau là đã cuối nẻo đường. Ta phải thuyết phục cho ai phải lui quân tức khắc? Còn thuyết phục ai nữa? Ta nói rõ cho ngươi nhớ, mạng sống tình yêu của ngươi hoàn toàn do Ali Kha quyết định. Không, phụ vương ơi, mạng sống và tình yêu con phải do chính con quyết định. Đã làm một đóa hoa nở âm thầm trong ngục lạnh, thì con cũng dám để tử thần đưa tiền con đi. Về bên kia thế giới xa vời, cha nỡ nào ép con đòi khác với lương tâm. Từ lúc yêu Ali Kha, con đã thấy rõ đường đi của mình, vinh dự được làm
để giành lấy tự do. Chiến thắng chỉ dành cho chánh nghĩa, thì làm sao bạo lực hung tàn có thể tồn tại muôn đời. Để nuôi dưỡng sự bất thi công yên lý. Có nghe thoảng gió chiều lời cá năm cũ dạt dào tiếng chờ anh trong giấc mơ. Trăng soi lưng lờ nhắc bao ân tình, người yêu ta vẫn biết chăng cánh chim giam cầm trong lồ son luôn nhớ mong. Chim từ trời xa đang bay cao vời, về đây chắp cánh yêu thương dưới trăng hẹn thề tình ta luôn sát son. Dưới trăng hẹn thề tình ta luôn sát son. Yên liên bao năm sông pha trong tiếng lửa, anh chỉ mong ngày đôi ta gặp gỡ. Nào hai đâu giờ đây anh phải đào quyệt lạnh chôn bóng hình em trong tầng đáy tâm hồn. Hình bóng thân yêu đã theo anh quên khắp chiến trường. Em biết không, mỗi đêm trời trở gió anh sợ lạnh thấm vào thớ thịt của người. Anh ước mong được đem đến cho em từng tia máu đời ấm hồn chính lời. Giờ đây đôi ta như bèo trôi giữa cơn nước xoáy, mắt nhìn nhau mà ước nguyện căm hờn. Anh nhớ nghe anh lời vĩnh biệt, em vẫn trắng trong tôi đợi chờ. Ngày mai thương nhớ tìm đâu thấy, em đến cùng anh những giấc mơ. Những giấc mơ, những giấc mơ của chúng mình bao giờ cũng đẹp. Ngày chiến thắng anh sẽ đưa em đi khắp miền đất nước, thăm quê hương mình đang trồi dậy màu xanh. Gió ơi hãy gió lên đi xua tan loài ác cứu cho từng tia máu chuyển về. Rồi đây máu thấm sâu lòng đất đen qua tươi đỏ kia đó tâm hồn. Sao đầy trời sẽ xuống giữa ngàn qua tấp sáng quê hương trong ngày hội lớn. Anh đón em về theo cơn gió thoảng để hai mái đầu tâm này.
Yeah.